Mua đi, để bắn nhau, mua không? Mua không? Mua, mua luôn. Mua đi, 50. À, bộ to đấy, mua đi bác bán cho. Đây bộ nhỏ đi, bán cho mày 40. Đây bộ to mà. Bộ này bao nhiêu? 30 hả đúng không? Không, bộ to 50, bộ nhỏ 40, không mà đắt đâu. Bộ to mà, 50. Bộ nhỏ này 40. Được rồi, đưa, bác bán đi. Giảm giá cho 45. Đấy, mua đi bác bán cho, giảm giá 45. Nào lấy mở hàng đi, giảm giá đấy. Nào lấy đưa bác giảm lại. Đấy đi. Mua đi bác bán được gì đây, giảm giá rồi đây. Mua đi anh của anh chị mà. Mua này không mua, em không mua rồi. Mua cái chơi hay mà, mua đi bác bán cho. Thì là 40 là 40 bác bán cho. Cháu ơi, 40 bác bán cho. Nào, giảm giá cho. Nào lấy không? Nào giảm đi. Nào đưa tiền đấy bác nào. Lại không mua đâu. Ôi giời, thế chị thua mày. Ừ, đã giảm giá không mua thôi. Mua thì mua luôn được gì à? Chú ơi, có sơ chủ chữ không thôi. Cái 20.000 này có mua không? Mua đi bác bán cho. Mua không? Bán cho bọn đấy đi. Nào cháu mua cái nào? Mua. Mua bác bán cho. Đâu lấy bao nào? Đồng thế kiểu đồng thật đấy. Đồng như kiến luôn. Hai đô, ok. Hai đô, chuẩn bị nghe hiệu lệnh cho tài chống xe đà. Vâng. Xe đà đẹp đúng điểm nhá. Là gì đây? Búa. Ba ra ba vào. Thằng chưa say rồi. Say rồi. Đứng vào. Đấy, đây thì bán hàng Đào Xuân này. Đấy, của mình tư chỗ kia. Câu cá kia. Ý, máy bay kìa. Máy bay xuống sát đất luôn nha.
cũng hay lắm. Mua đi bán cho. Mua cái nào? Mua đi ô tô đi. Đấy ô tô đẹp này. 70. 50. 50 thì cái bé thôi. Cái này cái to mà. 50 cái này 50. Không 50 bán đâu, 70. Bán cho 65.000. Đây là bán bớt cho 5.000. Con nói nhỏ này thì bán cho rẻ ngay. Cái to mà. 60 cái này nhá. Cho 65.000. 60. Ta bỏ cái bé thì bán cho 60 ngay mà cái này 70 bớt cho 5.000 thôi. Mà cả làm gì nhiều. 60.000. Không, không bán đâu, 65.000 này. Bớt, bớt cho 5.000 còn gì nữa. Có cái nào chẳng dám bằng dính nhỏ kìa em rồi. Vẫn thế, vẫn 70, lấy 65.000. 72 nhá. Cho 73 đây, nếu mà mua đi. Mua cái bé lấy cái này này, bán cho 50 thôi, không lấy 60. Cái to đắt tiền mà. 72. Cho 73 làm gì, 5.000 một cái mà cả đã bớt cho 2 cái 10.000 rồi. Nếu đã nhiều thì phải nói lại làm gì, đi lại làm gì thêm 5.000. Quá bớt rồi thôi. Về không nào đánh nhau nha. Thì có cái đúng không? Hả? Cái này này không về chúng lại đánh nhau mệt lắm. Có giống nhau không? Vẫn thế đó mà, cái đảng như thế mà. Như cái hai cái giống nhau á. Giống nhau á, làm gì có cái nào nữa. Đây lấy hai cái này giống nhau, lấy cái đấy được rồi. Cái đẹp mà. Cái đẹp rồi. Mua đi bán cho. Cái đẹp đấy. Cái này bao nhiêu chú? Cái này á, 130. 130. Ừ, con loại nhỏ cái này bán 60 thôi. Loại to đại mà. Loại này là nó to gấp đôi luôn. Đấy. Cái đấy thì rẻ hơn. Cái này nó nhiều hình mà nó đẹp hơn. Ôi, một bộ này bao nhiêu? Bộ đấy 65.000. 65.000. Không, cháu là quá chứ cô đi hỏi cả cái hội này không ai người bán cho. Bán bảo 130 bán cho 120 còn kéo không bán đâu. Lấy cho nhanh. Vì cái to à. Tôi đưa 100 đây, để cho một cái. Nhân ơi, cái to này bỏ có 90.000 thì bán nào được nhỉ? Không 90.000 thì không bán. Nhân ơi. Nhân này. Nhân, cái to 90.000 thì bán không? Thế đây ra đây là bán cho một cái. Không có búp bê rồi à chú. Đấy có cái đấy thôi. Không phải em bán rồi bớt lặng đúng ra 100 để bán. Con đấy bao nhiêu? Con đấy 35.000. 35.000. Con kia 60 cơ mà, con này nó không có dưới bóng, không có xin quốc giảm mấy gì, rẻ thêm gì nữa. Cái này 50. Cái này đẹp đấy. Cái này có hai lọ luôn rồi này, mình hết lại thay đây. Không bao giờ có 20.000 nó thật đấy. Bảo 35.000 đấy. Bán loại đẹp với loại xấu luôn rồi. Thôi cho 30 đi. Thế là hữu nghị rồi. 25 thôi. Lại còn 25. Nhưng ơi, con này bỏ 25 có bán không? Thôi để lốt thôi. Đây để lốt cho cô đây cái này. Nhưng mà cô này giả gì quá thật. Tiền bán 100 đây tối rồi mới bán cho cô. Tối bán cho cô để về. Mua đi, mua cho con nữa, chọn đi. Chọn đi đây này. Rồi bán búp bê. Cho mua búp bê bán búp bê. Lấy đi chú bán cái này cho. Cái đẹp đấy. Nói đấy đôi đẹp cực kỳ luôn. Đây hàng mình tận đây luôn này. Tận chỗ súng này. Tận chỗ treo này. Dài khoảng 20 mét. Này đúng kỷ niệm. Đây nha. Đầu sang đây. Nhiều chưa? Đấy lấy đi chú bán cái đấy, đôi đẹp mà, tim đôi đấy. Tim đôi là đẹp đấy. Còn đôi. Còn đôi chứ đây cháu. Không phải cái này. Không cái này, cái này cũng là đôi này, hai cái này chả là đôi gì nữa. Cái này dài quá. Không dài đâu cháu, vừa, có đeo luôn xem. Vừa cực kỳ luôn. Để em dài cháu. Ừ thì bỏ cứ đeo mà xem vừa. Không dài. Lấy đi bác bán cho một đồ. Cái này 3 tiền. Cái này 60. 60 là 2 dây đeo cỏ đấy, không phải 1 dây đâu. Nó vào 30 một cái. Mà cũng không bán nẻ, phải bán cả đôi thì là người ta làm cả đôi mình ăn cả đôi mà. Lấy cho bác một đôi. Từ sáng rồi bác bán nhiều đây mà nhìn rỗng hết rồi, bác đặt dày giờ lấy hết rồi đấy. Nhiều đồ mua lắm rồi. Cái này đen
Cái này đẹp mà, mày zin bác đi, cái này đẹp. Cái này bằng mỹ ký, loại mặt này mỹ ký, còn dây này đi sợi, không bao giờ hỏng được. Mà rẻ mà, có phải đáng đắt đâu, người ta mua mấy trăm nghìn, nói đây có mấy chục nghìn, mua cho bác cho nó may. Đấy, cái đấy cũng thế, cháu thích cái cũng được, đây, thử cho xem. Cháu bắt đầu thích cái nào thì lấy cái đấy, như nhau mà, tiền như nhau nè. Đấy, nếu thích cái đấy thì lấy cái đấy. Nhìn cũng đẹp mà, cái nào mỗi cái đều đẹp khác nhau, đúng không? Ừ, đấy, lấy đi. Được rồi. Không lấy búp bê à? À, thế. Rồi. Ừ, giá lại cho cháu đây. Không bác giảm giá cháu cũng được. Không giảm được cháu, vì mỗi cái bạc chứ. Còn lại 40. Đây, đây rồi, giảm rồi. Giảm giá cho cháu này 40. Thế bán vốn cho mày nhá. Không có 10.000 đâu. Bán rẻ cho nó vì nó cái đấy nó hơi cũ cũ rồi. Bán rẻ cho nó đúng ra là bán 10.000 lỗ vốn. Ừ. Cái này hơi xước ở đây. Đó không, không phải xước cho mày. Thế thì còn ở trong dưới bóng này cần bỏ. Cảm ơn đây. Đâu mua đi cháu ơi. Đây còn đôi đây. Đầy. Móc lên, móc lên. Móc lên trên, móc trên. Ok. Cái đấy giá 5.000. Mẹ chứ mày. Ông còn một bộ to ở đâu nhỉ? Con nào? Bộ thì... bộ thế mình đi. Kia, vứt ra đấy. À đây, đây. Nhưng bỏ ở đây, nhưng bỏ ở đây không xem gì đấy. Mua làm đi. Bằng này có màu đen à? Màu đen đây đây. Rồi, cho chị em xem màu đen này. Có màu đen này. Màu đen này. Màu đen này. Ừ, thế đổi cái khác. Để bác đổi cho người khác.